Đợt này chắc đẹp lắm. Đợt này chắc đẹp hơn nữa ấy. Đây. Mọi người xem nhé. Trời, đẹp. Mình chờ lấy đàn để đốt nhé. Sầy lắm mọi người ơi, bảo vệ đàn rất là tốt này. Bột to đấy, bột to nhưng vẫn được rất thoải mái. Một ngón tay mình kéo hơi khó thật. Đây là tay xách này, xách được này, đeo này, đeo có rút nữa nhá. Này, đây là loại cũ của mình này, loại mới mềm hơn rất là nhiều này, các bạn xem nhé, mình gấp được, không sợ bị gãy luôn, gấp rất là gọn. Mình có thể gửi qua đường bưu điện rất là gọn luôn. Đây là màu đen này, còn đây là màu đỏ. Màu đỏ cũng rất đẹp nhé mọi người ơi. Mình xem bên trong nào. Bên trong cũng rất là dày. À, màu đỏ này cũng lót màu đen này. Dày lắm mọi người ơi. Dày lắm này. Mình ở trong nhà này, nhìn không rõ mấy. Màu đỏ đẹp thật đấy. Hôm nay mình lấy được một cái màu đỏ thôi. Thoải mái không bị gãy luôn này này, cái này mình vừa mới gấp này không sợ bị gãy luôn. Đấy, kiểu mới bây giờ là mềm lắm.